Thưa quý vị, tình hình thật tình hình con em mình chưa tập trung nhiều, học hành thì còn lười, em chưa yêu đương chưa biết điều, đặc biệt là một vài em sau đây xin nhớ lắng nghe. Bé Lê Giang Đạt, học hành thì nhiệt tình những game thì cũng cay hết mình, Bành Thị lo còn lười em lung ban linh hơi lắm mồm, Trần Thị là nhiều thầy cố ghi em hay nhau vũ bàn.